ba người rồi. Lên đi anh Nam ơi. Rồi bốn người. Còn một người nữa thôi đúng không? Lần lượt từ người một cho đến người cuối cùng, lực lượng công an huyện Di Linh tại tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị chức năng đã giải cứu thành công 5 thanh niên mắc kẹt giữa sông Đồng Nai trong đêm 6 tháng 6 năm 2024. Ngày 7 tháng 6, Thượng tá Phạm Thanh Hùng, trưởng công an huyện Di Linh cho biết, lực lượng công an huyện này cùng các đơn vị chức năng vừa giải cứu thành công 5 thanh niên mắc kẹt giữa sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh. Theo thông tin ban đầu, trưa 6 tháng 6, nhóm 8 thanh niên gồm 7 nam 1 nữ đến sông Đồng Nai thuộc địa phận thôn 3 xã Đinh Trang Thượng chơi và tắm sông. Sau đó, 3 người gồm 2 nam và 1 nữ trong nhóm ra về, còn 5 thanh niên tiếp tục ở lại. Khoảng 16 giờ cùng ngày, nước sông Đồng Nai từ thượng nguồn bất ngờ đổ về khiến 5 thanh niên mắc kẹt trên tảng đá giữa sông Đồng Nai. Nhận được tin báo, công an huyện Di Linh cùng các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án giải cứu 5 thanh niên. Do nước sông Đồng Nai tiếp tục dâng cao nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận khu vực. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, lực lượng công an tiếp cận được tảng đá nơi 5 thanh niên kẹt lại. Lực lượng chức năng đã giăng dây, lần lượt đưa 5 người vào bờ an toàn. Nhiều người đứng trước cửa hàng rồi thất vọng ra về vì lượng khách quá đông. Đây là những hình ảnh dễ bắt gặp được tại các cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, gọi tắt là công ty SJC. Trong những ngày vừa qua, nhiều người đành phải quay về vì bảo vệ thông báo tạm ngừng nhận khách. Khách có nhu cầu mua vàng được thông báo quay lại vào ngày hôm sau. Trước thực trạng này, tin đồn về việc ngân hàng nhà nước thiếu vàng để bán đang được lan truyền và gây xôn xao trên mạng xã hội. Sáng 7 tháng 6 năm 2024, thông báo từ ngân hàng nhà nước cho biết, ngân hàng nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm bình ổn thị trường và sẽ phối hợp với công an xác minh tin đồn thất thiệt về việc ngân hàng nhà nước thiếu vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện lan truyền thông tin thất thiệt về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường. Đồng thời, với việc duy trì cung ứng vàng miếng SJC để đáp ứng các nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ, gom hàng. Bên cạnh đó, việc thanh tra để làm rõ các sai phạm, nếu có, của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng cũng đang được khẩn trương, quyết liệt triển khai, đặc biệt là ở hai địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu. Thực hiện chủ trương thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường và đã đạt được những kết quả bước đầu. Theo Ngân hàng Nhà nước, căn cứ phương án bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietinbank, Agribank, BIDV, Vietcombank và công ty SJC đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 7 tháng 6 của Ngân hàng Nhà nước là 75,98 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp. Trước đó, giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 6 tháng 6 của Ngân hàng Nhà nước cũng là 75,98 triệu đồng một lượng. Ngày 7 tháng 6 là lần đầu tiên kể từ ngày bắt đầu bán vàng miếng trực tiếp, tức ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh giảm giá vàng bán ra. Lá héo úa và rụng dần, để lại cây trơ cành và héo tàn. Đây là hình ảnh một số cây xanh đô thị đang trong tình trạng chết khô, nằm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, nơi được coi là một trong những tuyến đường đẹp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Lĩnh buôn bán quần áo trên tuyến đường này cho biết, những cây xanh tại đây mới khô héo khoảng một tuần nay. Theo chị, thời tiết thay đổi thất thường, đặc biệt là nắng nóng kéo dài trước đó, là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều cây xanh đổi màu, trơ trọi. Đang nắng nóng rồi, xong rồi mưa xuống cho nên là cây nó cũng chịu không nổi. Cô ngồi ngoài đường mà ban trưa là có thể là lên tới 41, 42 độ, mặt đường nó hắt vô. Phố nó cũng không đẹp mà nó cũng không có bóng mát, với lại cây xanh thì nó làm cho mình có cái oxy nhiều, nó khỏe hơn. Mấy năm này thấy nhiều thôi chứ mấy năm trước thì không. Những cây xanh này đa phần đều có chiều cao từ 2 đến 3 mét, với đủ kích thước lớn nhỏ, có cây có bán kính 30cm.
Việc nhiều cây xanh bị chết khô khiến cho nhiều người dân không khỏi nuối tiếc khi mất đi bóng mát. Thì nói chung là mình là người dân thì sống ở đây, mình muốn có cây, có bóng mát để mình buôn bán hay là mình làm việc thì nó cũng khỏe hơn. Thì cái đội cây xanh họ có trách nhiệm của họ là họ phải ấy, nhưng mà nói chung là muốn cho họ đi khảo sát rồi để họ trồng lại những cái cây đã bị hư hay là bảo quản cây, bảo vệ cái cây nó tốt hơn. Đi dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, không khó để bắt gặp cảnh cây xanh xen lẫn cây đã héo khô. Đa phần các cây này vẫn đều được đánh số và phía dưới gốc đều được lát đá vỉa hè. Chị Kim Liên buôn bán ngay gần một cây xanh bị héo khô cho biết, trước đó đã có đội cây xanh đến cắt tỉa cành, tuy nhiên do thời tiết quá nóng nên cây này đã không thể chịu diệt được. Chẳng cả không cần đấy em, chẳng cả không cần à. Nó rụng lá chẳng cả không cần cần à. Bữa nay chị đã thấy á, chứ lúc trước là mấy năm trước là nó chưa có. Bữa nó chết đó là do mấy người bên cây xanh người ta xuống người ta cắt luôn á, cắt cái cành đó. Tức là nó kiểu như nắng quá nữa, nắng quá là nó bị chết luôn. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh, vì thời tiết nắng nóng từ đầu mùa khô đến nay, trên đường Phạm Văn Đồng đã có 47 cây xanh chết khô. Trước tình trạng trên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã báo cáo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để đốn hạ các cây bị chết, trồng cây thay thế. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 6 năm 2024, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều tại tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này đang phối hợp giải cứu công nhân bị mất tích trong hố tử thần. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, một nhóm công nhân công ty cổ phần cơ khí và lắp máy Việt Nam, tức Cô La Vi, đang tiến hành sửa chữa băng tải thang để cấp cho nhà máy nhiệt điện Mạo Khê tại khu đoàn kết phường Mạo Khê thị xã Đông Triều thì xảy ra sự cố sụp lún đất. Vụ sụp lún tạo thành một hố tử thần với miệng rộng khoảng 4m, sâu 10m. Sau khi xảy ra vụ việc, nhóm công nhân kiểm tra quân số thì thiếu một người. Nạn nhân bị mắc kẹt là anh Ngô Văn Quân, 33 tuổi, trú tại phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều. Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã triển khai các biện pháp ứng cứu, đồng thời thông tin đến các cơ quan chức năng có liên quan đến hiện trường hỗ trợ. Mặc dù đã triển khai các biện pháp ứng cứu, nhưng đến sáng 7 tháng 6, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Đại diện công ty cổ phần cơ khí và lắp máy Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng đang lên phương án mở thêm đường hầm vào khu vực hố sâu tìm kiếm. Ngoài ra, đội cứu hộ của công ty Thang Mạo Khê, tức TKV, cũng được huy động đến hiện trường để tham gia giải cứu công nhân bị mất tích. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại thanhniên.vn cùng các nền tảng của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.